Chuyện phát hiện ra là người Việt Nam á, có nhiều người họ nghe rất giỏi nhưng mà họ nói không có được. Không hiểu sao mà mỗi lần mình mở miệng ra mình nói cái mình bị ngại, rồi giống như là có cái gì đó cứ giữ mình lại. Thì Huyền thấy là mọi người cứ nói đi. Bởi vì khi mà mình nói, cho dù mình nói có dở nhưng mà người nước ngoài họ không bao giờ họ đánh giá mình đâu. Mà thậm chí họ cảm thấy mình rất là dễ thương khi mà mình cố gắng giao tiếp với họ. Tại vì bất kỳ một ngôn ngữ nào mà nếu không có sự luyện tập thì mình cũng quên. Một cái tiếp theo nữa là Huyền sẽ tập nghe podcast và xem phim với phụ đề bằng tiếng Anh. Cái này lúc đầu thì mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi mà mình không có hiểu hết được bộ phim, hoặc là nhiều khi mình đang xem cái mình phải bấm dừng rồi mình ra từ điển. Nhưng mà mình xem một hồi thì mình sẽ tự nhiên nó thấm lúc nào không hay. Huyền nghĩ mỗi ngôn ngữ nó sẽ có một cái đẹp riêng. Khi mà mình tìm hiểu về một ngôn ngữ mới, tức là mình đang tìm hiểu thêm một cái nền văn hóa mới với rất là nhiều những người bạn mới, cứ dạng dĩ thì Huyền nghĩ các bạn sẽ làm được.